Dự báo thời tiết 28 tháng 10, tin về vùng áp thấp gần Biển Đông. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ngày 28 tháng 10, ở vùng biển phía đông đảo Palawan, Philippines, có một vùng áp thấp đang hoạt động. Hồi 7 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc, 120,0 đến 121,0 độ Kinh Đông, cách phía bắc đảo Palawan, khoảng 100 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào Biển Đông, và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, 7, 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 30 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Tin gió mùa đông bắc. Sáng nay, ngày 28 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc. Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ sáng sớm ngày mai, 29 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền ở các tỉnh phía đông bắc bộ, cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3, 4. Ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, 7, giật cấp 8. Từ đêm nay đến khoảng ngày 31 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 20 độ ở vùng đồng bằng, 14 đến 17 độ ở vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Ngày trời nắng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24 đến 28 độ. Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào và dông. Từ đêm 28 đến ngày 31 tháng 10, trời rét về đêm và sáng sớm, ngày nắng. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.